Chào mừng bạn trở lại với kênh OV Đại Bàng. Giới giang hồ Nam Định từ trước đến nay, dù được đánh giá là không đoàn kết như Hải Phòng hay Thanh Hóa khi thường xuyên có những vụ thanh toán lẫn nhau nhưng vẫn sản sinh ra rất nhiều những cặp đôi sòng sát khét tiếng từ ở trong tù lẫn xã hội. Trong đó có Tùng Độ và Hiền Khổn khi đây vừa là anh em họ vừa chung vụ với nhau. Để biết thông tin chi tiết về cặp đôi sòng sát này, xin mời quý vị đón xem. Tùng Độ, Hiền Khổn cặp đôi song sát, khét tiếng giới giang hồ Nam Định. Tùng Độ tên thật là Đỗ Hữu Tùng sinh năm 1977 và Hiền Khổn tên thật là Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1978. Cả hai cùng chú tại phường Cửa Nam, thành phố Nam Định. Được biết hai đại ca này là anh em họ của nhau, cho nên nhanh chóng kết hợp, trở thành cặp song sát. Mặc dù sinh sau đẻ muộn so với các đại ca khét tiếng Nam Định thập niên 90 như Lợi Mùi, Dũng Gòn, Trung Vinh, Thật Tăng, vân vân. Thế nhưng cả hai đều đã có những thành tích riêng trong giới giang hồ dành cho mình. Bởi cuối thập niên 90 thì khi đó Tùng Độ và Hiền Khổn chưa được 20 tuổi nhưng đã gây ra một bản án giết người bên Đông An để rồi phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Trong đó Tùng Độ nhận mức án 18 năm và Hiền Khổn là 20 năm và đều thụ án tại trại Nam Hà. Tại trại Nam Hà, khi cả hai sinh hoạt chung quẫy với Hải Phú, Hồi Phú và các giang hồ Nam Định khác, đương nhiên Quấy này cũng rất có tiếng nói trong trại. Lúc đó trại Nam Hà đang phân chia thành thế tàm quốc, đó là Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định là hùng mạnh nhất. Được biết, quấy của Tùng Độ và Hiền Khổn lúc đó không ưa các quấy Hà Nội khác, khi từng có chuyện va chạm giữa Hải Phú và Long Tròn. Tuy nhiên, sự va chạm chỉ dừng ở chỗ không bằng mặt với nhau, chứ chưa xảy ra việc đâm chém. Đương nhiên, nếu đâm chém thì chẳng có ai sợ ai. Đây cũng là mối bất hòa, để cả hai sau này phá giá một quẫy Hà Nội khác, được xem như hùng mạnh nhất trại. Phi vụ phá giá Hùng Gia Lâm Tại trại giam Nam Hà lúc đó quẫy của Hùng Gia Lâm được xem như là hùng mạnh nhất bởi vừa đông vừa mạnh về tiền cũng như rất có máu chiến người. Đặc biệt sau vụ Hùng Gia Lâm, Hưng Lác, Ngọc Siêu, Chín Còi vân vân đâm cảnh sẹo một đầu gấu hải phòng trong trại thì vị thế càng tăng lên cao. Chính vì thế các đàn em của Hùng Gia Lâm Đi đâu cũng rất thích tạo nét Bởi ỉ vào số má của các anh lớn trong quấy của mình Trong một lần thích tạo nét như vậy Thì một người em của Hùng Gia Lâm Đã chửi Hồi Phú Lúc đó đang đứng đầu quấy của Tùng Độ Và hiền khôn Với những lời nói rất khó nghe Lúc đó thì Hải Phú cũng đã chấp hành xong án Và đi về Nên quấy cũng không còn mạnh như trước Biết được điều đó Cũng như lúc đó Hồi Phú Dù cực kỳ số má tại Nam Định Nhưng cũng không chấp Và cho qua mọi chuyện bởi hồi phú cũng sắp hết án nên cũng chẳng muốn thêm án tuy nhiên mọi chuyện lại đến tay của tùng độ và hiền khổn giới giang hồ thì chuyện chửi anh của nhau là không được bởi nếu hôm nay mày chửi anh tao thì ngày mai mày cũng có thể đánh vào mặt tao cộng thêm với đó là hai đại ca này còn án rất dài nên nếu mọi chuyện này tiếp diễn thì chắc chắn sẽ không có đất để cải tạo chính vì thế một chuyên án phá giá hùm gia lâm đã được lên Chọn đúng thời điểm mà các quẫy đang ăn cơm, Tùng Độ và Hiền Khổn đã vác mỗi người hai tay, hai dùi sát tự tạo, phi thẳng qua buồng của Hùng Gia Lâm để phục thù. Ngay khi vào buồng thì cả hai đã nhảy lên sàn và lao tới đâm thẳng mặt Hùng Gia Lâm và đàn Đem, khiến đại ca đất Hà Nội không kịp trở tay. Ngay đầu Hiền Khổn đâm các em của Hùng, còn Tùng Độ triệt hạ Hùng Gia Lâm, khiến đại ca đất thủ đô này phải bỏ chạy ra cổng phủ mới thoát nạn. Còn các đàn em thì bị đâm tới tấp. Sau vụ này thì Hiền Khổn phải chuyển ca, con Tùng Độ vẫn tiếp tục ở lại nhưng vào giam riêng. Đương nhiên, ban giám thị trại phải can thiệp để cả hai không pha chạm nữa. Hùng Gia Lâm lúc đó đang cầm đầu quẫy Hà Nội đương nhiên rất muốn gỡ lại việc này. Nhưng vì án trung thân chưa được giảm, dù ở tù rất lâu cho nên không dám tiếp tục vi phạm. Chính vì thế dù bằng lòng, giảng hòa nhưng cả hai vẫn không bằng lòng với nhau. Mãi đến sau này, khi Tuấn còn về trại, thì Hùng Gia Lâm mới gỡ lại được. Ngay đầu bình con, đàn em của Tuấn còn và các chiến hữu khác đã vác gậy đập tùng độ. Lúc đó tùng độ cũng gần hết án nên cho quà để trở về với xã hội. Con hiền khổn sau khi chuyển ca thì cũng cải tạo và trở về không lâu sau đó. Tùng độ bị bắn giữa đường. Sau khi trở về với xã hội thì tùng độ với số má trong trại đã chọn tiếp tục làm ăn trong mảng đen như đòi nợ thuê, cho vay vân vân, tạo thành số má khá nhanh. Đương nhiên, khi hoạt động đèn thì không thể tránh được các vụ va chạm. Trong một lần như thế thì Tùng Độ từng bị bắn bởi đối thủ. Khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2016, vợ chồng anh Đỗ Hữu Tùng, tức Tùng Độ và chị Đào Thị Hát sinh năm 1986 đang di chuyển cùng một người bạn trên chiếc ô tô CX5 mang biển kiểm soát 18A05962 tại gần chùa Phong Lộc, đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định. Anh Tùng có nhìn thấy hai thanh niên đang đi ngược chiều thì đột ngột quay lại. Trước hành động lạ lùng đó anh Tùng có nói với vợ, hình như nó quay lại tìm mình. Theo lời kể của anh Tùng thì hai thanh niên trên mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang bịt mặt. Sau khi áp sát vào bên trái phía sau ô tô, đối tượng ngồi đằng sau rút hàng nóng dí vào phía sau xe nổ hai phát. Bị ban bất ngờ, anh Tùng ép xe không cho hai thanh niên trên vượt lên tuy nhiên đối tượng cầm hàng nóng tiếp tục nổ ba phát hàng nóng rồi mới bỏ chạy về phía cầu đò quan hướng sang thành phố nam định thấy vậy anh tùng lập tức đuổi theo và trong quá trình này nạn nhân có nhìn thấy hai nam thanh niên bỏ khẩu trang ngay lập tức anh tùng nhận ra kẻ vừa bắn mình là nguyễn thành nam tuy nhiên đến cuối đường phan đình phùng hai thanh niên đã rẽ vào ngõ nhỏ trốn thoát sự truy đuổi của anh tùng sau khi nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát 113 và công an thành phố Nam Định đã có mặt tại nơi mà hai nam thanh niên kia vừa lẩn trốn sự truy đuổi của anh Tùng. Ngay sau đó, lực lượng công an đã mời những người đi trên chiếc xe ô tô vừa bị bắn về công an thành phố Nam Định lấy lời khai. Tại đây, anh Tùng có nộp lại cho cơ quan công an một đầu đạn vẫn còn ghim trên xe và bàn giao xe cho cơ quan công an khám nghiệm. Tiếp tục khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra đã tìm thấy năm vỏ đạn. Cũng ngay trong đêm 11 tháng 9, cơ quan điều tra đã bắt được hai đối tượng là Nguyễn Thành Nam và Phạm Ngọc Trường khi đang lẩn trốn tại khu vực gần nơi gây án. Được biết, đây là những đàn em của Đức Cộng, một giang hồ có số má khác tại Nam Định. Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Tòa Nhân dân tỉnh Nam Định đã đưa vụ án truy sát đối thủ trên đường vào cuối năm 2016 ra xét xử sơ thẩm. Hai bị cáo Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1989, Tên thường gọi Nam Kim, chú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Ngọc Trường sinh năm 1991, chú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bị truy tố về tội giết người và sử dụng vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, ngay sau khi hội đồng xét xử bắt đầu phiên xử thì bị cáo Trường liên tục có biểu hiện không bình thường. Bị cáo Trường không nhớ tất cả những gì bản cáo trạng đưa ra và la hét om sòm tại tòa. Vì Trường có biểu hiện không bình thường nên ngay sau đó hội đồng xét xử đã đề nghị những cán bộ công an làm nhiệm vụ tại phiên tòa đưa bị cáo ra ngoài để tiếp tục xét xử theo quan sát của phóng viên mặc dù đã được đưa ra ngoài phòng xử nhưng bị cáo vẫn là hét chửi bới lùng tùng cuối cùng để đảm bảo an toàn cho những người tham gia phiên tòa bị cáo trường đã được đưa về nơi giam giữ cũng trong phiên sơ thẩm mẹ của bị cáo trường đã cung cấp một số tài liệu liên quan đến những biểu hiện không bình thường của con trai sau vụ này thì Tùng Độ làm ăn tại Nam Định một thời gian, ngay đầu hiện tại đã chuyển vào Sài Gòn để làm ăn và gây dựng sự nghiệp tại đây. Hiền khổn tiếp tục gây án. Hiền khổn về sau Tùng Độ không quá lâu, đương nhiên cũng chọn cách hoạt động ngoài vòng pháp luật để kiếm tiền và nhanh chóng tạo dựng số má của mình. Tuy nhiên, khi số má đang lên thì đại ca này lại dính thêm một án khác khi dùng hàng nóng bắn người nhưng không may đạn lạc vào người đi đường. Vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hàng nóng giữa hai nhóm giao hộ ở thành phố Nam Định vào năm 2018 khiến dư luận vô cùng hoang mang về sự manh động của các đối tượng. Hậu quả là một nam thanh niên đang trên đường đi về, bị trúng đạn nằm gục bên vũng máu. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn PH, sinh năm 1990, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, hiện đang sinh sống ở xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 10 tháng 8, tại ngã ba đường Đặng Xuân Bảng và Vũ Hữu Lợi, thuộc địa bàn giáp danh giữa xã Nam Phong và phường Cửa Nam thành phố Nam Định đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. Người dân xung quanh nghe thấy vài tiếng nổ lớn nên đã chạy ra xem sự tình thì phát hiện anh Phong bị trúng đạn và gục ngã ngay bên đường. Bên cạnh chiếc xe vẫn đang nổ máy. Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong. Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2018, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Nam Định đã tiến hành tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ nổ hàng nóng và truy bắt các đối tượng còn lại. Trong đó có đối tượng Nguyễn Văn Hiền. Theo tìm hiểu của phóng viên báo người đưa tin, nguyên nhân dẫn tới nhóm của Hiền xích mích với một nhóm dân xã hội khác xuất phát trong một quán karaoke. Sau đó nhóm của Hiền đã trao đổi với nhóm kia rằng đi về nhà để ngày mai nói chuyện. Xong xuôi cả hai nhóm đi về nhưng đột nhiên nhóm kia bất ngờ mang theo hùng khí tới nhà Hiền để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Lúc này, hai bên xảy ra xô xát và có nhiều tiếng nổ hàng nóng vang lên. Thời điểm đó một người đi đường đã bị trúng đạn tử vong. Khi thấy có người gục trên vũng máu, cả hai nhóm vội giải tán rời khỏi hiện trường. Được biết, Hiền Khổn từng có hai tiền án và mới ra tù được khoảng một năm trở lại đây. Hiện Hiền đang có một cửa hàng hỗ trợ tài chính trên đường Đặng Xuân Bảng, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định một nguồn tin cho biết trong giới anh chị hiền khổn được đàn em khá coi trọng từ ngày ra tù hiền chỉ tập trung vào việc làm ăn theo công an thành phố nam định khám nhà đối tượng nguyễn văn Hiền, công an thu giữ số lượng lớn đào kiếm và nhiều hung khí khác sau vụ này hiền khổn đã nhanh chân trốn khỏi địa phương từ đó đến nay thì tung tích của đại ca nam định này cũng gần như biến mất trên đây là cặp song sát khét tiếng dưới giang hồ nam định tùng độ và hiền khổn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bản. Xin chào và hẹn gặp lại.